Chào mọi người đã quay trở lại kênh của Nhân Vlog 1989 nha. Trong video này thì em giới thiệu với mọi người đây là một cái mô hình hồ mini tầm cỡ khoảng 500 lít hồn chánh nha cả nhà. Hồ này của mình ban đầu khi mà làm á, hệ thống lọc của mình làm nó hơi nhỏ. Và sau một cái thời gian đi vào vận hành thì mình chế thêm cái hệ thống lọc bằng hai cái thùng 30 lít nha. Lọc nước cực kỳ tốt. Lúc đầu thì mình nuôi cá Việt, sau này khi mà hệ thống lọc của mình dần ổn định á, mình chuyển sang cái F1. Thậm chí là với cái mô hình hồ này mọi người có thể là nuôi cá Nhật cũng được, nhưng mà số lượng nó hơi ít thôi. Thì em vừa mới chia sẻ full hệ thống lọc lên kênh ITB của em á. Nếu mà anh chị em cô chú nào mình quan tâm đến cái mô hình hồ này, mọi người có thể là vào kênh của em để mà xem chi tiết luôn nha. Xin kính chúc cho mọi người xem video vui vẻ. Và anh chị em cô chú mình thấy những cái em chia sẻ nó hữu ích thì hãy nhớ nhấn like và follow kênh ủng hộ em nhé. Xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều.